Mình xin chào tất cả mọi người nha, chúc mọi người có một buổi chiều thật vui vẻ. Thì bữa nay là thứ hai ngày đầu tuần, mình mới vừa đi làm về, mình cho bò câu ăn xong mọi người. Khuya nay thì mình có giao một con kinh lẻ cho em trai ở Đồng Nai, ở bến xe Biên Hòa Đồng Nai. Thì mới đầu thì em được hỏi mua con này nè mọi người. Con thì được 4 lông. Mà em nói là tôi mua con tiger lẻ trong chuồng. Thì mình để em con này. Mới đầu con này. Nhưng mà mình coi cái mã số kiện lại thì con này với con đen này là một cặp. Trùng cặp trứng. Tại ở đây là trùng cặp trứng là mình mang cái kiện số kế nhau mọi người. Đó. Mấy cái chỗ khác thì người ta mang mang lộn xộn. Còn mình ở đây là mang ví dụ như 01, 02 là trung cấp, 03, 04 nha mọi người. Đó, vậy đó. Rồi mình mới có con tiger lẻ này. Mình mới kêu em bắt con này. Con này thì nó ăn cứng mọi người. Đó. Cái con bên góc phải đó, đang ăn á. Còn hai cái con mà ăn chung đó là hai con mấy bìa ăn chung bìa bên trái này mọi người. Bìa bên trái này ăn chung là trung cấp trứng đó. Ngày ai mua hình bán luôn. Còn cái con này thì sáng nay mình sẽ giao cho em trai đó nè. Con này mốt tương lai là lộc là đẹp đó mọi người. Mọi người cứ tiger là chỉ cần ăn cứng là trên mỏ dài cọng trắng, hoặc là ở trên cánh dài cọng trắng là bảo đảm ra lộc là bao đẹp. Như con này nè, thấy con đó phải không? Để mình quay là mốt sẽ lộc như con này mọi người. Cặp này là tầm 4 tháng mấy nha. Đó. Mốt sẽ như vậy, mình bảo đảm là sẽ vậy. Mốt sau này để mình kêu em đó mà nuôi lớn gửi hình lại cho mọi mình, rồi mình có gì mình đăng clip mình chèn vô cho mọi người xem. Này con này tướng là cũng đẹp lắm. Nói chung là mấy con tiger này là bên mình là toàn tướng đẹp không người, tại mấy này hàng tiễn mình để lại làm giống mà. Đây là để mình quay mã số kiện luôn nha. Để cái con này nè. Cái con này thì nó trắng hơn nhiều chút. Còn con đó thì có dài cộng ngay mỏ mọi người thấy không? Đó, ngay mỏ dài cộng trắng là mốt. Nó cũng chỗ đẹp đó. Còn con này để nguyên mã số kiện nha. Một tay quay khó. Có quay không? Nó nhảy sang vòng tròn. Nè. Người 0264 nha. Đó. Ai. Còn cặp này thì ai mua thì cứ liên hệ mình. Con này con xám lẻ là để sẵn đây mình kể chuyện cho mọi người nghe cái chuyện của mình quay cái clip trước clip này á. Thì mình có nói là có cái em trai đó ở Thạnh Hóa mọi người, rồi hỏi mua xuống kêu mình gửi chim ra Thạnh Hóa, nhưng mà cái chỗ mình thì không có xe đi Thạnh Hóa đó. Thì em mới đòi là cho địa chỉ đi, rồi xuống cái chỗ bắt luôn đó. Thì hỏi là mua cái cặp này nè. Mình có clip trước mình có em có nói đó, một cặp này với kiếm thêm mua thêm cặp nữa đây. Thì em trai đó có hỏi cần mình cọc trước không, nhưng mà mình nghĩ là ví dụ như mình đi giao nha, mình đi giao là nếu mình gửi xe thì chỉ khoảng đủ mình mới gửi, bên mua trả phí ship. Còn nếu mà mình tự tay mình đi giao á thì phải cọc trước cho mọi người. Cọc với phụ với giống như phụ tiền xăng mình vậy đó, mình đi với cọc trước mình mới chạy chứ, đuổi khi mình chạy tới đó rồi mình gọi không bắt máy, rồi mình tốn xăng mình đi chặn về nữa mà tốn công mình đi nữa đó. Còn mình nghĩ là em xuống mình mà thì xuống được mua, em xuống mua được mấy thôi chứ với em dặn rồi mà mình cần gì phải cọc, đúng ví dụ em không xuống mình cũng đâu mất gì đâu đó. Nhưng mà mình chờ, em còn nhắn tin cho mình đó là nói nhớ cả điện thoại giữ để xuống gọi nha, trời vì đi đường xa lắm á. Mình có chụp màn hình tin nhắn lại chút mình để lên cho mọi người xem, clip trước mình cũng có để lên rồi đó.
đó, thì sáng mình chờ, tại mình có dặn em nói vậy đó, xong mình có dặn em là trước khi đi gọi mình cái để mình biết mình canh điện thoại phải không. Sáng sau tới gần trưa luôn, xong mình không thấy có gọi gì ta, mình cũng nghi không xuống rồi, cái mình để thử coi đầu giờ chiều thôi, em không xuống nữa, và không biết khoảng mấy giờ để chút mình coi lại tin nhắn coi, rồi mình chụp cái màn hình mà đăng lên là mọi người có vợ trong á, rồi mình mới nhắn tin hỏi em có xuống không, rồi mình biết mình chờ, rồi coi không trả lời, rồi sau mình gọi thì tắt máy gì để là người nhận bận, người nhận bận đó, rồi sau mình nhắn tin hai ba tin nữa, nói chung là coi không trả lời mọi người đó, thì rốt cuộc thời cuối cùng em không có xuống luôn đó. Thì mình sẵn đây mình nói với mấy anh em mà mốt muốn có mua bồ câu bên mình nha, thì xuống ví dụ mình dặn thì có bắt không bắt, hoặc là có xuống không xuống gì, nói chung là mình nhắn tin thì trả lời mình tiếng cũng được mọi người. Bây giờ mình thì có xuống thì mua, không xuống thì thôi, mình cũng bồ câu mình vẫn còn đó, thì tiền bạc của anh em cũng vẫn còn đó, đâu có mất mát gì đâu, thì trả lời tiếng cho mình khỏi trông chợ phải không, chứ mình nhắn tin mà sao coi không trả lời thì mất công mình trông chợ nữa. Ví dụ như nói giờ em không bắt anh ơi đó, sáng nói mình tiếng vậy đó, rồi xong mình khỏi chờ, đừng mình đi làm công việc khác, tại bữa cái còn mình tự nhiên không bắt thì không nói gì đó, thì mình phải mình hứa người ta mình phải ở nhà mình đợi trong ngóng, mình đâu dám đi đâu đâu. Bữa đó bạn mình rủ vô nhà nhậu mà mình không dám đi mọi người, mình nói có khách chờ khách xuống, thì có nếu mà chút mình sẽ chụp cái màn hình tin nhắn đó cho mọi người xem luôn đó, mà trong chờ rốt cuộc em không có xuống luôn, nhắn tin không coi không trả lời luôn đó. Thì mình sẵn đây mình nói gì đó, chứ mình không có trách móc mọi người, mình chỉ nói là mình mốt dặn mấy anh em sau này á, có mua không mua gì á, thì có dám lỡ dặn một câu bên mình á, thì không bắt thì nói mình tiếng nó không sao hết, mình để lại luôn mình bán khách khác đó, chứ không có gì đó, tiền bạc thì anh em còn đó, còn bồ câu mình còn đây. Tại sẵn đây anh em nào mua bồ câu thì cứ liên hệ mình nha. Đây cái cặp này nè, chắc chắn sẽ là thay gồm người, có vài cọng trắng trên mỏ nè, nó đang tập ăn tập mổ rồi đó, là bố mẹ đẻ lại nè. Mình thấy cặp này nó tự nuôi con được thì mình không có cho vú ấp luôn, mặc dù là nó đang có vú vú trống nhiều người, vú có đẻ trùng ngày á, nhưng mà mình thấy đẻ được mình kệ bà để luôn, chẳng thà bố mẹ nó nuôi ấp mà đập bể nuôi được không, lưới sẽ đập bể mình cũng không tức bằng mà tự nhiên mình đem gửi vú. Mình gửi vú hôm nay bể hai cặp rồi nè, tức gì đâu á, vậy đó, cặp đó với cặp dưới này thì nè. Nên giờ mình quyết định thấy cặp này nuôi được để luôn. Như mình sẵn quay mọi người nữa, cặp này nè, lứa hổm nuôi nở được một cặp mà sao biết ăn cứng, ý là không phải ăn cứng, ra lông búp búp ở trên con rồi tự đẻ lại, mình thấy vậy mình thôi để cho nó nuôi được nuôi luôn, rồi rốt cuộc đạp bể trứng mọi người nè. Đây cái trứng này bể nè, rồi coi cái trứng kia nó ướt là hư luôn mọi người, ha, bể trứng là ướt rồi trứng kia hư luôn đó. Đây cặp này cũng đang tập ăn nè, nhưng mà cặp này thì lông nó chưa ra đủ, mà mình chúng chưa biết là đen hay tiger nữa. Còn đây thì này thì lẻ nha mọi người, hai con này là tiger chắc rồi nè, nhưng mà cái con đó mà cái con mình nói mình đút hoài đó, nó khẹt khẹt hoài, mình nhỏ thuốc thì không hết, con này thì mình tính thí luôn rồi, giống như hết thì chạy hết thì bỏ luôn á. Hẳn đã mình thí từ lúc mà mình đút hoài mệt quá mình bỏ thí rồi, ăn không ăn thì mình bỏ nó luôn, nhưng mà nó giờ nó ăn mà giờ nó giờ nó khẹt 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 nè đó. Giống như nó bị hồi lúc mà nó mình nó không ăn á, nó bị si mọi người, thì kháng nó yếu gì á. Con này tiger cái mỏ cái lú lú ra trắng trắng nè, chỉ cần lú vài cọng trắng là chắc chắn sẽ là tiger mọi người, còn không có cọng trắng nào thì thua, còn có một hai cọng trắng nó sẽ lọt ra. Cặp này tầm 4 tháng mấy 5 tháng này, cặp này anh em thích thì mình chiêu luôn nha mọi người, cặp này tướng bao đẹp, cặp này khả năng là 80-90% là trong máy đó, con này ăn trống rồi nè đó, con này chắc máy đó đó, mọi người thấy cái đó gù không, chung cặp trứng nha mọi người đó. Này cặp bánh con, bánh ai mua mình bán luôn mọi người. Còn con này ra con không biết tiger hay đen nữa, mà kinh Hà Lan bố tiger mẹ đen đó mọi người, không biết nó ra gì vậy.
Đó. Còn bạc bạc đỏ gì vẫn còn luôn, bạc này khả năng máy à. Đó. Đây đây còn trống bạc nữa. Trống bạc thì em ai cần liên hệ mình. Đó. Là thôi mình kết thúc clip tại đây nha. Mọi người xem thích hãy like và đăng ký kênh họ mình. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.